tức là những cái tiêu chí mà chuyên biệt cho dòng những dòng sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao luxury của Kỳ Lân handmade như vậy thì nó sẽ trở nên một sản phẩm hoàn hảo như vậy. Và đặc biệt hơn chứ đặc biệt là những mặt da, màu sắc da quý khách được chọn lựa theo yêu cầu thì chất lượng cũng phải khác, và kỹ thuật hội của họ thì nó là đỉnh cao của đỉnh cao rồi, cho nên mới được những sản phẩm như vậy. Kỳ Lân kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lân Luxury, và hôm nay tiếp tục một chủ đề review rất hấp dẫn của Kỳ Lân nữa. Kỳ Lân trân trọng giới thiệu với tất cả quý khách, đây là những sản phẩm bằng da cá sấu và chính xác là những dây thắt lưng. Đặc biệt của những dây thắt lưng này là gì? Chắc chắn có đặc biệt rồi, Kỳ Lân có giới thiệu chứ. Ok, ở những bản trước Kỳ Lân đã từng giới thiệu thì là dây thắt lưng này được làm từ chất liệu da cá sấu, những con cá sấu từ các nước trên thế giới, những con cá sấu từ vùng Amazon và được các công ty chuyên thuộc da hàng đầu thế giới cho các hãng thời trang lớn nhất trên thế giới. Và đặc biệt là dây này được sử dụng cả hai mặt, một mặt là da cá sấu và một mặt là da cá mập. Nhưng hôm nay đặc biệt hơn nữa ở trong clip này, đó là Kỳ Lân trân trọng giới thiệu với tất cả quý khách siêu phẩm hai mặt là da cá sấu hết. Và đặc biệt hơn chứ đặc biệt là những mặt da, màu sắc da quý khách được chọn lựa theo yêu cầu. Và những sản phẩm này cũng có sẵn tại showroom của Kỳ Lân Luxury. Quý khách có thể đến xem, chọn lựa và mua hoặc là đặt hàng theo yêu cầu. Có nghĩa là quý khách muốn da một mặt là gì, một mặt màu gì thì Kỳ Lân sẽ thực hiện ngay. Hiện tại thì cái dây đầu tiên Kỳ Lân giới thiệu đây là cái mặt xanh nhớt da cá sấu, và bên đây là màu đen. Và cái dây thứ hai Kỳ Lân giới thiệu là một mặt là xanh nhớt và một mặt là màu đà, nâu đà. Và quý khách đến chọn lựa những mẫu da có sẵn tại showroom. Có nghĩa là đây là những con cá sấu từ vùng Amazon và được nuôi theo tiêu chuẩn lấy da riêng là mỗi con mỗi chuồng, để không bị cắn xé, không bị hư da. Và kỹ thuật thuộc da của các công ty chuyên thuộc da hàng đầu, họ sẽ không tiết kiệm những cái chi để mà khi mà mình thuộc á, thì sẽ không bị mấy cái chi nó máu trầy hư da của mình. Cho nên là họ rất là tuyển chọn, họ không tiếc những cái chi tiết nhỏ, họ cần chính là cái da đẹp thì chất lượng cũng phải khác, và kỹ thuật hội của họ thì nó là đỉnh cao của đỉnh cao rồi, cho nên mới được những sản phẩm như vậy. Và có những sản phẩm độc bản, tức là duy nhất chỉ có một con hoặc vài con, hoặc là có những sản phẩm đã độc bản rồi và Kỳ Lân làm thành một sản phẩm thì trở nên độc bản duy nhất một cái, thì tất cả những cái duy nhất đó quý khách hãy đặt vấn đề với Kỳ Lân và Kỳ Lân sẽ thực hiện ngay. Hoặc là quý khách ở xa thì có thể liên hệ với Kỳ Lân qua số hotline 0901 247 247 hoặc qua Zalo 0901 247 247. Đội ngũ của Kỳ Lân sẽ hỗ trợ tất cả những chi tiết về những dòng sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao cho quý khách lựa chọn. Và với kỹ thuật handmade, những cái tiêu chí và những cái tiêu chuẩn nghiêm ngặt, những cái phương án đồ luxury của Kỳ Lân Luxury nữa, tức là những cái tiêu chí mà chuyên biệt cho dòng những dòng sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao luxury của Kỳ Lân handmade như vậy thì nó sẽ trở nên một sản phẩm hoàn hảo như vậy. Từ đường kim, từ dây chỉ, từ viền, tất cả mọi chi tiết. Một sản phẩm chất lượng từ con cá sấu nuôi, từ thuộc da cá sấu và đến chất lượng tiêu chí handmade đồ luxury của Kỳ Lân Luxury, sản phẩm trở nên hoàn hảo về mặt thẩm mỹ, về mặt chất lượng. Đó là những gì mà Kỳ Lân muốn gửi gắm, trao đổi, giao lưu với tất cả khách hàng về những dòng sản phẩm của Kỳ Lân Luxury. Có rất nhiều mẫu da có sẵn cho quý khách lựa chọn, rất nhiều màu sắc.
Nói chung là quý khách chỉ việc đến với showroom của Kỳ Lân hoặc là qua online, Kỳ Lân sẽ đưa gửi gắm tất cả những sản phẩm của mình đến với tất cả các khách hàng. Không chỉ là dây thắt lưng không, mà từ giày, đôi giày Kỳ Lân đang mang cũng vậy, đôi giày Kỳ Lân đang trưng bày tại showroom cũng vậy. Và những đôi dép rất dễ thương. Và kể cả dây thắt lưng Kỳ Lân đang sử dụng. Và đặc biệt để hỗ trợ cho những cái da độc bản, những da đặc biệt, những da đẹp đến cao, những da chất lượng như vậy thì Kỳ Lân đi kèm là những dòng nữ trang đến cao của Kỳ Lân Luxury. Tức là Kỳ Lân Luxury là đơn vị chuyên chế tác tất cả những gì bằng vàng và kim cương. Thì đây là một cái mặt, đây là một cái mặt mà Kỳ Lân vừa chế tác hoàn thiện cho khách hàng. Và đây là một sản phẩm mà Kỳ Lân mới vừa hoàn thiện chế tác bằng vàng và kim cương, kèm với khung sườn ở ngoài là bằng bạc, bên trong là vàng nguyên khối và đính kim cương thiên nhiên. Dây thắt lưng này thì là da cá sấu. Và đặc biệt ở cái dây này cũng như những cái dây mà Kỳ Lân đã từng giới thiệu thì chúng ta có thể sử dụng hai mặt. Ở đây có hai con ốc để dặn ra và chúng ta chỉ việc lật cái dây lại là chúng ta có thể dùng được cái dây mặt ngoài này màu khác. Nói chung là hai cái màu này, hai cái màu hai bên thì quý khách cứ yêu cầu cho khác màu cũng được, hoặc là khác chất liệu da cũng được, hoặc là một màu da như là da cá sấu nhưng mà hai màu sắc, hai con khác nhau, con này xanh nhớt và con này là màu đà. Thì bây giờ cụ thể hơn thì Kỳ Lân cũng đang sử dụng đây. Cái Kỳ Lân đang sử dụng là dây cá sấu nguyên combo của Kỳ Lân. Nguyên combo Kỳ Lân sử dụng là gồm có ví cầm tay nè, túi xách của Kỳ Lân đã sử dụng, và dây thắt lưng nè, đôi giày, rồi cái nón. Hồi nãy là Kỳ Lân đang dùng cái mặt dây ở ngoài với màu này, nhưng mà chiều nay Kỳ Lân không thích màu này nữa thì Kỳ Lân sẽ tháo hai con ốc này ra, rồi Kỳ Lân sẽ lật mặt lại là sẽ ra màu này. Chắc chắn rằng chúng ta sẽ thắc mắc là nếu như vậy thì cái đầu này sẽ bị dư, nó dinh lên vậy, rất khó chịu. Cái mặt còn đầu còn lại á, là ví dụ như nó có dinh vậy đi nữa, dinh vậy đi thì chúng ta sẽ phải xỏ bộ trong mà. Nên khi mà nó dinh ra như vậy mà xỏ ra ngoài là không có được nè, rất là khó chịu nè. Nhưng mà tất cả mặt dây của Kỳ Lân thường thiết kế là xỏ bộ trong nên nó sẽ giữ lại rất là đẹp. Cho nên chúng ta dùng hai mặt. Đặc điểm của cái mặt này là nó ngầu, nên là Kỳ Lân thiết kế hai con ốc cho nó lạ. Còn những mặt khác của Kỳ Lân thì không cần mở ốc gì hết, nó có một đầu xỏ và một đầu này thôi. Thì chúng ta chỉ việc là xỏ vào đây là xong. Còn thích thì lật cái chở những mặt lại là xong, chứ không cần phải dùng ốc luôn. Vâng, và như vậy video clip đến đây xin được phép kết thúc. Kỳ Lân cảm ơn tất cả quý khách đã quan tâm, đã ủng hộ Kỳ Lân. Và Kỳ Lân chúc tất cả quý khách thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và luôn thành công. Và ủng hộ thêm nữa bằng cách subscribe, đăng ký kênh YouTube này, cũng như like, theo dõi trang fanpage của Kỳ Lân nhé. Hoặc truy cập trực tiếp vào website Kỳ Lân Luxury mà để xem những sản phẩm mới nhất, những sản phẩm đẹp nhất, những danh mục sản phẩm của Kỳ Lân Luxury. Kỳ Lân Luxury.com. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.